hiểu nó cách nếu nó tôi... nhất đi nó khéo tí càng nói không nói khéo vài chút nó để ý còn có nó khéo tao đút kiểu gì bây giờ ống cứ đầy mồm thế thì đút kiểu gì mẹ bọn bác sĩ này khó chơi thế. Ơi ơi ừ. Như là nói em kia lô thì đâu anh? Ừ. Chị gái mình đẹp đấy. Biết thì đâu đang biết rồi. Mấy anh em đang tính chỉ tầm một lúc nữa nó phải nó phải ngủ gì thì mẹ nó ngồi trông nào được ngoài được. Để vào tủ lạnh ấy tầm độ cứ từ giờ hoặc là sáng mai hay lúc nào xong sữa mình cho mẹ vào uống được. Nó phải có cái ống xông ở đấy cơ, nhưng giờ nó đéo đặt ống xông khó cho uống lắm. Nhưng mà bọn đấy nha, nó lại còn đéo đặt ống xông ở đấy. Nếu mà ống xông ở đấy thì mình cho uống xong lâu rồi. À, nó lại đéo có ống xông ở đấy cơ. Nó chưa đặt ống xông ấy.